Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 94: Sống là người của ta, chết là ma của ta. Khuôn mặt Đường Tùng Niên khó nén nổi sửng sốt, ông không ngờ rằng hắn sẽ nói ra những lời này. Tuy nhiên, mặc dù hắn đã bày tỏ thành ý cầu thân lớn nhất, nhưng Bảo Nha là nữ nhi duy nhất của mình, con bé vừa mới 15 tuổi, ông không sao vui nổi khi phải đính hôn cho con bé sớm như vậy. Và lại, vừa mới qua sinh nhật 15 tuổi của Bảo Nha chưa lâu, ngay cả lễ cập kê còn chưa tổ chức, ấy thế mà thằng danh này đã nóng lòng đến nhà cầu hôn, có thể thấy rằng hắn đã để mắt tới Bảo Nha vào lúc mà mình không hề hay biết, e rằng thằng danh vẫn luôn lén lút tính ngày, chỉ đợi Bảo Nha 15 tuổi là sẽ tới đây. Ông vô cùng buồn bực khi nghĩ đến mấy năm nay vẫn luôn có người nhìn chằm chằm nữ nhi của mình như hổ đói, thậm chí ông còn dẫn sói vào nhà. Đại nhân! Hạ thiệu đình thấy nãy giờ ông không nói gì, sắc mặt thì khó coi, trong lòng hắn vừa thấp thỏm vừa căng thẳng. Hạ tướng quân, tuổi cu à tiểu nữ! Đường tùng niên chậm rãi nói, nhưng còn chưa kịp ngỏ ý từ chối thì giọng nói của đường quân giao đã vang lên. Cha! bận việc công lâu vậy rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi đường quân giao bưng trà bánh cười nói uyển chuyển tiến vào ờ đình ca cũng ở đây à nàng đặt trà bánh lên bàn tròn như thể vừa mới chú ý tới hạ thiệu đình ở trong phòng nàng nói với vẻ ngạc nhiên bảo nha trái tim thấp thỏm bất an của hạ thiệu đình lập tức trở lại thực tế ánh mắt hắn trở nên nhu hòa khẽ gọi sau khi từ phủ hạ an về kinh Hắn liên tục bận rộn chuẩn bị cho cuộc xuất chinh phía đông, bận đến nỗi không có cách nào phân thân, thế nên đã khá lâu rồi hắn chưa gặp nàng. Lúc bận không cảm thấy gì, nhưng hễ rảnh rang một cái là nỗi nhớ miên man giống như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trái tim hắn. Đường Quân giao nhuền miệng cười với hắn làm xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ xíu ngọt ngào, đầy cám dỗ. Đường Tùng Niên ho mạnh một tiếng, sau đó trừng mắt với Hạ Thiệu đình tỏ ý không hài lòng rồi lại nhìn nữ nhi đang bước đến gần mình với khuôn mặt trơ ra vì nịnh nọt ông cố ý nghiêm mặt không vui hỏi con đến đây làm gì con mang đồ đến cho cha ăn à cha nhìn này đây là bánh đường con tự tay làm đấy ca ca và nương đều nói tay nghề của con ngày càng tốt rồi còn làm ngon hơn đầu bếp trong phủ nữa đường quân giao ra vẻ vô tội trả lời nói đến vế sau giọng điệu của nàng còn không giấu nổi đắc ý Hiện giờ nếu tay nghề làm bánh đường của nàng đã đứng thứ hai trong phủ thì không ai dám đứng thứ đầu. Khi nói đến hai từ bánh đường, nàng cố tình liếc Hạ Thiệu Đình một cái. Đương nhiên Hạ Thiệu Đình hiểu được ý tứ của ba từ này, ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa, cánh môi cũng bất giác cong lên làm hiện ra một nụ cười dịu dàng. Sự thay đổi trong mối quan hệ của họ bắt đầu từ bánh đường của tên lừa đảo Đường Tùng Niên nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí bất thường giữa hai người, vẻ mặt ông lập tức nghiêm lại, sẵn giọng nói. Được rồi, đồ đã đưa đến rồi, còn cũng nên quay về đi. Đường quân dao đang lén lút nhìn về phía Hạ Thiệu Đình, nàng cũng đã nhìn thấy chiếc hộp gấm to bên cạnh hắn, chẳng qua là không biết bên trong chưa thứ gì mà thôi. Bây giờ lại nghe đường Tùng Niên nói những lời rõ ràng là không muốn nàng ở đây, tuy ngoài mặt nàng tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lòng lại càng thêm tò mò về ý đồ đến đây của Hà Thiệu Đình. Lúc nãy khi đi vào bầu không khí có chút kỳ quái, chắc họ không phải đang bàn công sự. Hơn nữa nàng còn thấy lão già nhà đang không mấy vui vẻ. Việc này đối với một người trước nay không bao giờ để lộ hỉ nộ ra bên ngoài mà nói quả thực là điều hiếm thấy. Đường Quân Giao rất muốn ở lại nghe xem họ đang nói cái gì, nhưng nàng lại không dám làm trái ý của Đường Tùng Niên, nên chỉ đành lê bước đi thật chậm cứ đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần. Nàng đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn không sam lòng, vì thế lại lén lút vòng về đường cũ, đến gần cửa sổ, vảnh tay lên lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Hạ tướng quân, ta hiểu rõ tấm lòng của cháu dành cho tiểu nữ. Chẳng qua là, xin thứ cho ta không thể đồng ý lời tỉnh cầu của cháu. Hai năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nó đối với một cô nương chưa xuất giá mà nói, 15 tuổi tới 17 tuổi chính là thời kỳ nghị hôn tốt nhất. Một nhà có gái trong nhà hỏi, sao, ta nói câu này không sợ tướng quân chê cười, chứ nữ nhi của đường mỗ ta, đừng nói là cả kinh thành, dù có phóng mắt nhìn cả đại tề này cũng chỉ có một, thế nên con bé xứng đáng với nam tử tốt nhất trên đời. Sao, nguyên câu, y zia yu nu bai bu sinh bai ma yu, một nhà có gái trăm nhà hỏi, một ngựa không đi chăm ngựa lo. Tuy tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tài nghệ nhân phẩm đều hơn người, nhưng xuất thân lại không rõ. Nói đến đây, đường tùng niên dừng lại, ánh mắt có ý vị sâu xa. Nếu tướng quân họ hạ thì không có họ hàng thân thích, thành ra là người mệnh cứng. Nếu tướng quân họ đỗ thì gia đình không yên, thành thực mà nói lại không phải là lương phối tốt. Và lại, người có trăm tính nhưng ưu tiên hiếu thảo, tuy ân dưỡng dục sâu nặng nhưng ân sinh thành cũng không thể quên. Nam tử lo việc bên ngoài, đâm ra tướng quân có thể giả tâm vờ điếc không đếm xỉa tới rối ren trong nhà, thế nhưng nữ tử suốt đời ở trong nhà, không thể làm ngơ trước những mối quan hệ của người sẽ đồng hành với mình cả đời. Hạ Thiệu Đình lập tức thông suốt, ông đang lo lắng về sinh phụ Đỗ Thành Trung của mình, cũng như chê gia đình kia. Hắn lấy lại bình tĩnh, đón lấy ánh mắt của ông, chân thành nói: "Không dám giấu đại nhân, từ ngày cháu ra đời đã" mang họ hạ, đời này cũng chỉ mang họ hạ. Ân sinh thành xác thực không thể quên. Nhưng mà, từ xưa phụ hiền mới có tử hiếu, phụ không hiền mà tử mù quáng học theo thì thành ngu hiếu. Sao? Đình ca không dám quên ơn, song cũng sẽ không làm ngu hiếu. Sao? Ngu hiếu? Ngu hiếu là thuật ngữ để chỉ những người trung thành, nghe lời bề trên, phụ mẫu trên một cách mù quáng, ca phân rõ phải trái, đúng sai cưới thê tử về là để cùng nàng nắm tay đi hết quãng đời còn lại, là để yêu thương nàng kính trọng nàng, để phu thê cùng tiến cùng lùi. Làm sao có thể để một mình nàng đối diện với hoàn cảnh khó khăn? Sao có thể để nàng yêu phiền vì chuyện của người ngoài? Huống chi, ân oán đã thanh toán xong từ lâu, vì thế sẽ không còn dây dưa nữa. Đường Tùng Niên thấy hắn nói Đỗ Thành Trung là người ngoài, lại còn nói ân oán đã giải quyết xong, Đồng thời ông cũng biết hắn không phải người nói một đằng làm một nẻo, thế nên ông biết hắn không hề có ý định nhận tổ quy tông. Mặc dù không nên nhưng ông vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Ta hiểu ý của cháu, chẳng qua chuyện này liên quan tới trung thân đại sự của tiểu nữ, nên ta phải cẩn trọng nhiều hơn. Giờ cháu cứ về trước để ta và thê tử suy nghĩ thêm đã đường tùng niên không nói dứt khoát nhưng cũng không muốn để hắn tỏa nguyện một cách dễ dàng như vậy hạ thiệu đình cũng chưa từng nghĩ ông sẽ lập tức đồng ý nghe vậy hắn bèn đứng lên kính cẩn hành lễ vãn bối với ông sau đó mới cáo từ rồi rời đi vào đây đi càng ngày càng lớn mà chẳng có phép tắc gì hết còn không hiểu chuyện bằng hồi nhỏ đợi sau khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất đường tùng niên tức giận cất giọng nói đường quân giao giật mình thẳng thốt nàng cảm thấy trột giả khi biết ông chắc chắn đã phát hiện ra mình đang nghe lén, nhưng nàng nhanh chóng che giấu, cười hi hi đẩy cửa bước vào. Cha đúng là ngày càng thông minh, trên đời này chẳng có gì có thể giấu được người. Cô nương ra như thế còn ra cái gì? Đường tùng niên trừng mắt nhìn nàng. Nhưng đường quân giao không hề sợ ông, nàng càng trơ mặt ra cười, đến sát cạnh ông. Cha, có phải đình ca đến nhà cầu hôn không? Con biết rồi còn hỏi làm gì? Nếu ta nói không phải, thì con tin chắc. Giọng nói của đường tùng niên mang theo vài phần bất lực. Đường quân giao chưa kịp trả lời, ông đã nhịn không được mà gõ nhẹ lên chán nàng một cái. Mở mồm ra là nói cầu với trả hôn, con không thấy ngượng ngùng hà. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gà chồng, có cái gì mà ngượng với trả ngùng. Hơn nữa, có một nam tử xuất sắc như đình ca đến cầu hôn, đối với nữ tử mà nói đây chính là một chuyện rất có thể diện, thế nên làm gì phải che giấu chứ? Đường quân giao không tỏ rõ ý kiến, giọng nói có vẻ đắc ý. Ngày đó đình ca từng nói đợi nàng cập kê sẽ đến nhà cầu hôn. Hiện giờ, mặc dù lễ cập kê của nàng bị trì hoãn nhưng hắn vẫn đúng hẹn đến nhà cầu hôn khi nàng 15 tuổi. Có thể thấy hắn đã sớm mong chờ ngày này, từ đó cũng nhìn ra được tình ý nồng nàn của hắn dành cho mình. Đường tùng niên buồn bực. Quả nhiên là nữ tử sinh ra đã hướng ngoại uổng công cha suy nghĩ chu toàn mọi thứ cho con, không ngờ nha đầu con đã sớm bị người ta quyến rũ mất cái linh hồn bé nhỏ. Thấy ông thật sự tức giận, đường quân giao vội vàng giúp ông chăm trà để lấy lòng. Cha đừng giận mà, tức giận hại thân lắm. Đối diện với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp giống như phu nhân, cơn tức giận của đường có to đến cỡ nào cũng không thể phát tác được, song ông vẫn cảm thấy không cam lòng. Con nói thật với cha, có phải đình ca nhân lúc con không hiểu chuyện mà quyến rũ con không? Cha nói ngược rồi, là con quyến rũ huynh ấy. Đường quân giao cong môi cười, nụ cười có vẻ đắc ý. Đường tùng niên bị câu nói này của nàng chặn hỏng, trong chốc lát không thể thốt nên lời. Cha à, con biết người lo lắng chuyện gì, nhưng sao người không nghĩ mà xem, con là ai? Con là nữ nhi của đường tể tướng, sao con có thể để mình chịu thiệt được chứ? mấy cái chuyện của phủ trấn viễn tướng quân thật ra chẳng thấm vào đâu cả. Sau này, cho dù đình ca có nhận đỗ thành trung kia hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng tới con. Lại nói, trên thế gian này làm gì có 10 phân vẹn 10, nếu quá mức hoàn mỹ thì sẽ bị ông trời đố kỵ. Đình ca có diện mạo anh Tuấn, có nhân phẩm tốt, võ công lại cao, tiền đồ còn rất sáng sủa, những điều này đã đủ làm người ta phải ghen ghét rồi. Thay vì nói rằng thân thế của huynh ấy làm liên lụy tới huynh ấy, chi bằng nói là tác thành cho huynh ấy, tác thành cho sự bình an của huynh ấy, tác thành cho sự không hoàn mỹ của huynh ấy. Đường quân giao nũng nhiễu nắm cổ tay áo của ông mà lắc lắc, nói câu nào câu nấy rõ ràng đâu ra đấy. Tuy đường tùng niên không vén mí mắt lên, nhưng ánh mắt đầy vẻ khó chịu, trong lòng cũng ngập tràn chùa xót. Nhà đầu này còn chưa xuất giá mà đã bắt đầu nói giúp Hạ Thiệu Đình rồi, thế chẳng phải sau khi xuất giá trái tim của con bé cũng nghiêng hết về bên đấy sao? Chẳng qua là Đường quân giao truyền đề tài Chẳng qua Đình ca có tốt thế nào đi chăng nữa Cũng không bằng cha của con Bản lĩnh không bằng cha Cũng không thông minh bằng cha Càng không đối xử tốt với con bằng cha Đường tùng niên giận quá hóa cười Trước những lời nói vờ vĩnh của nàng Ông không khỏi lườm nguyết nàng một cái Đường quân giao cười tít mắt Lại lắc lắc cổ tay áo của ông Cha à Người đồng ý đi mà tuy hai năm là thời kỳ nghị hôn tốt nhất của cô nương chưa xuất giá nhưng những thứ này đều quý ở tinh hoa chứ không quý ở số lượng hơn nữa nếu con đã có một đình ca tốt nhất rồi bên cạnh có nhiều đi nữa thì có ích gì chứ thật đúng là nữ nhi lớn không thể giữ trên đời nào có cô nương chưa xuất giá nào như con đường tùng niên than thở thật lòng mà nói quả thật ông cũng cảm thấy hạ thiệu đình là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí con gì ông cũng được coi là người nhìn thấy thằng bé trưởng thành mấy năm nay ông vẫn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của hắn nhìn hắn trở thành một vị tướng xuất sắc có thể tự mình phụ trách công việc thế nên ông cũng hiểu rất rõ tính cách của hắn như thế nào mặt khác thằng bé và đôi nhi nữ của ông quen nhau từ thuở nhỏ tình cảm giữa hai bên không giống như người khác đặc biệt là sự yêu thương của hắn dành cho nữ nhi của ông từ nhỏ đã vậy những điều ấy đều được ông nhìn thấy hết thảy nếu không cũng sẽ chẳng để bọn họ qua lại với nhau. Đường quân dao nhìn ông cười càng thêm ngoan ngoãn, liếc khóe mắt về phía chiếc hộp gấm mà Hạ Thiệu Đình mang tới, cuối cùng không nén nổi hiếu kỳ mà hỏi. Trong đó có cái gì thế à? Đường tùng niên vỗ gãy, ôi trao, quên không bảo bảo thằng danh kia mang đồ về. Ông lườm nữ nhi một cái, thấy khuôn mặt đầy tò mò của nàng, lập tức thong thả trả lời. Có thể là sinh lễ, hoặc cũng có thể là của hồi môn. Có thể là hình lễ, cũng có thể là của hồi môn. Đường quân giao không hiểu hết ý của ông, nhưng lại nhanh chóng nắm được điểm quan trọng, nàng ngay tức thì mím môi, trong nháy mắt trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười hạnh phúc và tươi sáng. Cái này là đình ca mang đến à? Cha cũng đã đồng ý rồi. Vừa là sinh lễ vừa là hồi môn, lão già này chỉ thích mạnh miệng chứ trong lòng đã đồng ý cả rồi nàng che miệng trộm cười đôi mắt to tròn lấp lánh ánh mắt càng thêm sáng ngời đường tùng niên không muốn nhìn bộ dạng vui vẻ như được mùa của nàng ông sầm mặt nói những lời đấy là hắn tự nói ta cũng không đồng ý đường quân giao cười vui sướng không hề để tâm những lời ông vừa nói dù sao ông già này rất thích mạnh miệng chỉ có điều khi nhìn thấy khuôn mặt mất hứng của đường tùng niên nàng chợt cảm thấy không yên lòng dần giấu đi khuôn mặt tươi cười, chống chán mình lên vai ông, khẽ gọi. Cha, có gọi cha cũng vô ích, đường quân giao, ta nói cho con hay, cô nương chưa xuất giá rất cao quý, hôn sự càng không thể sơ sài cầu thả, một khi. Đường tùng niên lại nhảy không ngừng, nhưng khi nghe thấy những lời kế tiếp của nàng, ông lập tức nuốt những lời còn giang dở lại. Thật tốt khi được làm nữ nhi của người. Đường quân giao khẽ lầm bẩm có một dòng nước ấm nhanh chóng lan tràn khắp trái tim của đường tùng niên nó ấm áp dễ chịu thậm chí còn mang theo một hương vị ngọt ngào ông nỗ lực đè xuống khóe miệng đang không ngừng vểnh lên cố tình nghiêm mặt nói năng hùng hồ nịnh nọt cũng vội. đây vốn là lời nói xuất phát từ đáy lòng nhưng lại bị ông coi thành lời nịch nọt đường quân giao không biết phải làm sao song nàng lại cảm thấy buồn cười khi thấy rõ ràng ông đang rất dễ chịu nhưng vẫn cứ mạnh miệng vì thế nàng càng nói thêm những lời ngọt ngào lấy lòng. Chẳng hạn như những câu vừa nghe đã biết là đang nịnh nọt, không hề có thành ý, cha tốt nhất, cha là người cha tốt nhất trên đời. Đường Tùng Niên vẫn cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc, nhưng dần dần cũng không nổi khóe miệng đang cong lên của mình nữa. Tốt lắm, tốt lắm, nói thêm nữa đi, nói nhiều thêm chút nữa, mặc dù vụng về nhưng chúng đều là những lời hay ý đẹp. Buổi tối khi trở về chính viện, Đường Tùng Niên bèn kể mục đích hôm nay Hạ Thiệu Đình đến đây cho Nguyễn Thị. Nguyễn Thị nghe xong thì đôi mắt sáng lên, vỗ tay một cái như người vừa tỉnh mộng. Đúng nha, sao thiếp lại không nghĩ đến chứ? Đình ca là một người hết sức thích hợp. Sắc mặt đường Tùng Niên lập tức trở nên u ám. Nhưng Nguyễn Thị lại không hề chú ý tới, bà vui mừng nói. Đình ca và Bảo Nha quen nhau từ nhỏ, khi hắn còn bé đã chăm sóc Bảo Nha như người lớn cũng cực kỳ kiên nhẫn với Bảo Nha. Mà từ bé Bảo Nha đã thích ở cùng hắn, rõ ràng nha đầu này rất bướng bình tinh nghịch, lúc điên lên chẳng thèm nghe ai, nhưng có lúc lại nghe lọt tay những lời đỉnh ca nói. Nguyễn Thị càng nói càng cảm thấy đây thật sự chính là một mối hôn sự vô cùng tốt. Hai đứa nhỏ là Thanh Mai Trúc Mã, hai bên vừa hiểu rõ lại có thể nhân nhượng nhau, phu thê chung sống hòa thuận không phải là nên như vậy sao? Tình cảm của Đình Ca dành cho Bảo Nha thật sự hiếm thấy. Chắc lúc này hắn đang lo lắng trong thời gian mình rời kinh chúng ta sẽ đính hôn cho Bảo Nha, vì không yên lòng nên mới có sự việc ngày hôm nay. Nhưng hắn lại lo lắng nếu mình gặp bất chắc trên chiến trường. Hắn đã suy nghĩ chua toàn mọi việc, mà việc nào cũng đều vì Bảo Nha, thứ tình cảm này xác thật hiếm thấy. Đường Tùng Niên hừ khẽ một tiếng, vẫn mạnh miệng, muốn cưới nữ nhi của ta, không dùng toàn tâm toàn ý sao được. Nguyễn Thị nhìn ông với đôi mắt đong đầy ý cười. Nếu chàng còn bắt chẹt đình ca nữa, e rằng người đầu tiên không cho phép chính là Bảo Nha. Trước đó, khi bà không nghĩ đến phương diện này còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đình ca đã nói rõ ràng, bà bèn nghĩ đến những ngôn hành cử chỉ ngày thường của nữ nhi thì biết ngay hai đứa nhỏ này đã vừa mắt nhau từ lâu. Đường Tùng Niên cảm thấy trái tim mình bức bối. Nguyễn Thị Than Thở nói, Nếu hắn còn sống trở về thì những thứ đó sẽ trở thành xính lễ còn nếu gặp điều bất chắc thì tài sản cả đời của hắn sẽ được dâng tặng làm của hồi môn. Thiên hạ này có được mấy nam tử suy nghĩ chu toàn cho người trong lòng như vậy chứ? Ngay cả khi chúng ta đồng ý với hắn, hắn cũng không có ý định công khai hôn sự của hai nhà ra ngoài. Đường Tùng Niên vẫn khẽ hư một tiếng, nhưng cũng không nói gì cả. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng chính là đề chỉ hạ thiểu Đình, hắn không biết rằng với sự cẩn trọng và khôn khéo của đường Tùng Niên, nếu ông không bảo hắn cầm đồ về ngay lúc đó, thì thật ra ông đã ngầm đồng ý mối hôi sự này rồi. Thế nhưng, hắn chỉ nghĩ rằng đường đại nhân không đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn, cũng không yên tâm khi gả nữ nhi cho mình. Xong, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể để ông yên lòng, vì thế mỗi khi rảnh rỗi hắn lại chạy tới đường phủ, cố chấp thỉnh cầu để ông đồng ý mối hôn sự này. Hắn vốn là người không giỏi ăn nói, càng không biết nói mấy lời dễ nghe để nịnh nọt, lần đầu đến nhà hắn đã nói hết những lời trong lòng, thế nên những lần sau đó chẳng nặn ra nổi một chữ để nói, việc hắn có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm đương Tùng Niên, đi theo ông một tấc không rời. Khi thấy nước trà trong chén của ông đã hết, hắn bèn tự giác tới giúp ông châm, khi phát hiện ông muốn ngồi xuống sẽ nhanh nhẹn lau sạch bụi bặm trên ghế cho ông, rõ ràng hắn đang rất ân cần nhưng vẻ mặt lại rất chi là bình tĩnh cả quá trình chẳng nói câu nào. Đường Tùng Niên thấy thế vừa tức vừa buồn cười, rốt cuộc nha đầu nhà mình nhìn chúng thằng mốc miệng vụng này ở điểm nào nhỉ? Hành động vụng về mốc nghếch của Hạ Thiệu Đình đều bị hai huynh đệ Đường Hoài Châu và Đường Hoài Miễn nhìn thấy, khiến bọn họ cười xỉu Đường Hoài Miễn vừa xoa bụng vừa nói. Ta thật sự không ngờ rằng Hà Đại Tướng Quân còn có một mặt đần độn như thế, e rằng trên đời này không tìm được người thứ hai cầu hôn kiều như hắn đường hoài châu xoa hai má đã cười đến phát đau gật đầu tỏ ý tán thành ta bắt đầu thấy lo rồi đấy nếu sau này họ thành thân đình ca há chẳng bị tam muội bắt nạt đến chết hay sao chắc không đâu đường hoài châu lắc đầu nhà đầu xấu xa kia quen thói làm bộ làm tịch giỏi nhất là lừa gạt người khác con bé còn muốn lừa người ta cam tâm tình nguyện cho nên việc bắt nạt là điều không thể mặc dù đường tùng niên không tỏ rõ sẽ đồng ý mối hôn sự này cũng giờ khóc giờ cười trước những hành động như một trò đùa của hạ thiệu đình nhưng trong lòng ông lại càng ngày càng vừa ý hắn hắn vốn là một mãnh hổ chỉ vì động chân tình mà biến thành một con mèo ngoan ngoãn đường quân giao chứng kiến tất cả mọi việc nhìn thấy một người rõ ràng khá thông minh nhưng bây giờ lại chẳng khác gì một tên ngớ ngẩn trong khi ai cũng có thể nhìn ra lão già nhà mình đã đồng ý mối hôn sự này nhưng chỉ có một mình hắn là không nhìn ra hễ rảnh rỗi là chạy tới đây bám lấy cha nàng làm cho ai nấy nhìn mà tức cười cuối cùng nhân ngày đường tùng niên không ở nhà còn hạ tướng quân không hay biết điều này lại tìm đến cửa nàng lén lút keo hắn sang một bên sẵn giọng nói đồ mốc sao chàng lại tới đây nữa vậy hạ thiệu đình mỉm cười nhìn khuôn mặt như mừng như giận của người trước mặt trái tim hắn tràn đầy nhu tình mật ý nhưng mà hiện tại hắn vẫn đang trong giai đoạn bị khảo sát đồng thời bản thân hắn cũng biết tấm lòng yêu thương nữ nhi của Đường Tùng Niên vì thế hắn cũng không dám quá mức thân mật chỉ nói bảo nha thời gian ta ở lại kinh thành không còn bao lâu nữa đầu tháng ba ta sẽ lãnh binh xuất chinh trước khi rời đi hắn nhất định phải nghĩ cách đính ước cùng cô nương trước mặt này đây cũng chính là chuyện duy nhất khiến hắn không yên lòng Đường Quân Giao hiểu ý trong lời hắn nói trái tim nàng tràn ngập vui sướng, nhưng cũng có cả sầu lo. Dù sao, đời trước hắn đã chết bệnh trên đường xuất trinh về phía đông. Đời này thì sao đây? Nghĩ đến đây, trái tim của nàng lập tức thắt lại, bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay áo của hắn, thậm chí sắc mặt còn trắng bệch. Chàng nhất định phải bình an quay về. Muội nói chàng cho biết, nếu như chàng không thể sống sót quay về, ta sẽ mang theo tất cả gia sản của chàng xuất giá sau này trong tim trong mắt sẽ chỉ có phu của của mình thôi, muội sẽ không bao giờ nhớ tới chàng nữa. Tương lai, toàn bộ tiền tài của chàng sẽ thuộc về nhi tử của muội và nam nhân khác. Sắc mặt Hạ Thiệu Đình lập tức biến đổi. Rõ ràng đây cũng là điều hắn muốn, nếu như hắn không còn nữa, hắn hy vọng sẽ có một người thay hắn đối xử tốt với nàng. Thế nhưng bây giờ, khi hắn nghe thấy nàng nói ra những lời như vậy, lại nghĩ đến cảnh nàng gà cho một nam nhân khác, cùng hắn ta sinh con dưỡng cái, ân ái cả đời, hắn lập cảm thấy trái tim mình quặn thắt, đau đớn từng cơn. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu ra, trong chuyện này, thật ra hắn không làm được và cũng chẳng hề hào phóng như hắn nghĩ. Chàng thấy sao? Chàng phải biết rằng, trước nay muội là người nói được làm được. Nếu chàng muốn muội giống như một nữ tử sinh tình chỉ biết oán hận, sống cả đời trong hồi ức về một người là điều hoàn toàn không thể muội sẽ lập tức tìm một người đối xử tốt với muội trao cho hắn tất cả những gì mình có muội sẽ không bao giờ thủ thân như ngọc vì chàng muội sẽ coi hắn ta là duy nhất của mình sẽ vì hắn mà nâng khăn sửa túi sẽ vì hắn đủ rồi không cho phép nói tiếp nữa những lời này hạ thiệu đình sầm mặt thấp giọng cắt ngang lời nàng mỗi câu nàng nói giống như cái kim từng cái từng cái đâu thẳng vào trái tim hắn đâm đến nỗi toàn thân hắn nhói đau ngực đau đớn khôn nguôi nàng trao mình cho nam nhân khác nâng khăn sửa túi cho hắn sinh con dưỡng tay cho nam nhân khác coi nam nhân khác là duy nhất quá chướng mắt nếu nó mà xảy ra thật thì hắn nghi mình sẽ nhảy ra khỏi mồ vì đố kỵ mất đường quân giao thức thời ngậm miệng nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích tỏ rõ vẻ ngoan cố dù không nói thì muội cũng sẽ làm thế gân xanh trên trán hạ thiệu đình đập rồn rập cuối cùng hắn không nén nổi tức giận mà dùng sức nắm chặt cổ tay nàng, khàn giọng nói. Đường quân giao, đời này nàng sống là người của ta, chết là ma của ta. Lần xuất trinh đến phía đông này, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cho dù là bò thì ta cũng sẽ bò về cưới nàng. Đường quân giao gật đầu cười tủm tỉm. thật ra thứ nàng muốn chỉ là một lời cam đoan của hắn, cam đoan rằng hắn sẽ đặt mạng sống lên đầu. Từ giờ trở đi có lẽ mỗi ngày sẽ một c, thứ lũy cho sự lười biếng của tôi. Chương 95, tiểu cô nương xa lạ. Nếu đường đại nhân đã không ở phủ thì ngày khác ta lại đến. Vì đường Tùng niên không có ở phủ nên Hạ Thiệu Đình cũng không nán lại lâu, để tránh ông biết sẽ không vui, hắn chỉ đành rời đi trong lưu luyến. Đồ ngốc, Pizza chưa nói rõ nhưng ông đã ngầm đồng ý hôn sự của chúng ta rồi, mẫu thân cũng đã đồng ý. Sắp đến ngày xuất chinh chắc hẳn chàng bận rất nhiều việc nay khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn không cần phải chạy tới đây nữa đường quân giao không đành lòng thấy hắn chạy tới chạy lui bôn ba quá nhiều vì chuyện này nàng quờ nào biết hạ thiệu đình lại đáp rằng ta biết rồi đường quân giao vô cùng bất ngờ chàng biết rồi hạ thiệu đình gật đầu nếu đường đại nhân không đồng ý mối hôn sự này thì làm sao ông có thể cho phép ta tới nhà hết lần này tới lần khác chứ đường quân giao ngớ ra lấy làm khó hiểu và hỏi nếu chàng đã biết ông đã đồng ý rồi thì tại sao chàng còn hạ thiệu đình khẽ cười nhưng không hề đáp lời nàng có người làm cha nào sẽ cảm thấy dễ chịu khi phải trao nữa nhi mà mình yêu thương nhất cho người khác thế nên hắn biết ông không thể đồng ý một cách thoải mái như vậy được Việc trung dũng tướng quân Hạ Thiệu Đình sắp đến ngày xuất trinh nhưng cứ ba ngày răm bữa lại chạy tới phủ đường Tùng Niên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của triều thần. Còn chuyện về thân thế của Hạ Thiệu Đình đã được bàn tán xôn xao trước đó. Mọi người đều biết hắn là nhi tử của Trấn viễn tướng quân Đỗ Thành Trung. Nhưng nhiều năm qua Đỗ Thành Trung lại coi kế tử của kế thất như báu vật mà hết mực nuông chiều dung túng. Còn nhi tử thân sinh của mình thì chẳng thèm đoái hoài suốt nhiều năm chắc ông ta cũng không ngờ rằng nhi tử ruột của mình chẳng những trở thành nhi tử ruột duy nhất của ông ta, mà còn khá có triển vọng. Hắn dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm được chỗ đứng trên chiều, hơn nữa cũng rất được bệ hạ coi trọng, hạ thiệu đình đã trở thành con nhà người ta trong miệng của các bậc phụ mẫu chôn kinh thành. Cũng vì chuyện này mà chấn viễn tướng quân Đỗ Thành Trung đã trở thành trò cười của cả kinh thành. Ai ai cũng nói rằng ông không phân biệt được báu vật, xem mắt cá như báu vật còn mình châu thật sự thì lại vứt đi trong đó có tin đồn thế này năm đó khi trung dũng đại tướng quân còn ở trong bụng mẹ đã bị sinh phụ vứt bỏ nguyên nhân là vì để lấy lòng tân phu nhân trấn viễn tướng quân đã đuổi cho bằng hết những cơ thiếp đã hầu hạ bên cạnh mình đi sinh mẫu hạ thiệu đình lúc ấy đang mang thai cũng nằm trong số đó chỉ trong chốc lát giới phu nhân trốn kinh thành càng thêm coi thường và khinh miệt phu nhân trấn viễn tướng quân vân thị chỉ là một quá phụ còn chưa vào cửa đã muốn phu quân phải đuổi hết cơ thiếp đã hầu hạ nhiều năm, đến cả thai phụ cũng không bỏ qua. Việc này đã không còn là sự ghen tuông đơn thuần nữa mà phải nói là lòng dạ vô cùng độc ác. Đỗ Thành Trung bị người ta hoặc là giáp mặt chế nhạo hoặc là ở sau lưng chế nhạo rất nhiều rồi, nên sự căm phẫn lúc đầu của ông đã dần dần biến thành sự tê dại như ngày hôm nay. Đặc biệt là từ khi ông biết kẻ đầu sò khiến mình nhiều năm không có con chính là kế từ phùng duy lượng được ông ta nuông chiều nhiều năm, ông muốn tự tát cho mình một cái thật mạnh, xong ông cũng chẳng có hơi đâu đi tranh luận cùng những kẻ chế giễu ông có mắt như mù. Ông đúng là người có mắt không tròng, không phân biệt được vàng nạm ngọc. Ông đã nghĩ đủ hội cách để xoa dịu mối quan hệ phụ tử với hà Thiệu Đinh nhưng ông lại phát hiện ra mọi thứ ông làm đều không thể kích động chút cảm xúc nào của hà Thiệu Đinh. Tuy thằng con này không đối xử quá mức lạnh nhạt với ông, nhưng thái độ cùng cách cư xử của hắn chỉ như một đồng liêu không hơn không kém, như thể mối liên hệ duy nhất giữa họ chỉ là quan viên trong chiều. Ông chỉ đành nói với lòng mình hết lần này tới lần khác rằng, thằng bé này tính tình vốn đã lạnh nhạt như thế, hắn đối xử với ai cũng lãnh đạm nhạt nhẽo như nhau, dẫu sao bọn họ cũng đã xa cách nhiều năm nên hắn lạnh nhạt một chút cũng không có gì quá đáng. Những lời này quả thật đã thuyết phục được ông ta, để ông ta có thể nhanh chóng chinh đốn lại tâm trạng sau mỗi lần vấp váp ở chỗ Hạ Thiệu Đình. Thế nhưng giờ phút này, khi ông ta trông thấy Hạ Thiệu Đình đưa tay đỡ đường Tùng Niên đang bước từ thềm đá cầm thạch xuống với vẻ mặt săn sóc, động tác ân cần, không những là ông ta mà ngay cả nhiều triều thần xung quanh cũng đưa mắt nhìn theo. Đường Tùng Niên liếc nhìn Đỗ Thành Trung đang ở cách đó không xa, rồi lại nhìn sang Hạ Thiệu Đình ở bên cạnh, ông cảm thấy không biết phải làm sao, nhưng chủ yếu vẫn là tức giận, vì thế ông nói. Ta đâu phải lão già tuổi cao sức yếu, chẳng lẽ không bước nổi mấy thềm đá này sao? Có cần cháu phải cất công tới đỡ vậy không? Đêm qua trời mưa nên mặt đất rất trơn, đại nhân phải cẩn thận một chút. Hạ thiệu đình không để ý tới thái độ của ông, ân cần dặn dò. Hắn vừa dứt lời, một triều thần đang nhìn về phía hắn trượt chân một cái, nếu không phải nội thị bên cạnh nhanh tay nhanh mắt nâng được ông ta, xém chút nữa ông ta đã ngã sóng xoài ra đất rồi. Dù vậy, một thoáng vừa rồi vẫn dọa ông ta toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự ngã dầm một phát như vậy, khuôn mặt già này biết ném đi đâu đây? Đường Tùng Nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, ông không nói gì nữa mà chỉ cẩn thận bước từng bước một. Hạ Thiệu Đình thấy thế thì tiền thêm vai bước, chú ý theo sát ông nhất cử nhất động của hai người đều lọt vào tầm mắt của những triều thần xung quanh, thậm chí có nhiều triều thần còn lập lờ nhìn về phía Đỗ Thành Trung. Nhi tử ruột coi ông ta như người dưng nước lã, nhưng lại đối xử với người khác săn sóc tận tình như vậy. Vì lương qua lại thân thiết với đường tùng niên, thấy thế thì đi tới trêu ghẹo. Chân tay ông già cả rồi, nếu không có hạ thiệu đình ở cạnh kiểu gì cũng ngã chồng vó trước mặt ta. Đường tùng niên tức giận chừng mắt nhìn ông ta nếu chân tay ta mà gọi là già thì người lớn tuổi hơn ta như ông nên gọi là gì đây vi lương cười ha ha rồi lại nghe thấy đường tùng niên lơ đãng phân phó thiệu đình đi dìu vi bá bá của cháu đi ông ta lớn tuổi rồi không chịu nổi một cú ngã đâu vâng ạ à. hạ thiệu đình mỉm cười đồng ý quả thật đi tới toan dìu ông ta vi lương cười mắng quả thật là không chịu thiệt chút nào thôi thôi xem như ta phục ông rồi hai người đã làm bạn nhiều năm tương lai còn trở thành thông gia thế nên quan hệ lại càng thêm thân thiết hơn hạ thiệu đình thường qua lại với đường phủ nên hắn cũng biết chuyện vi ánh trúc nữ nhi của vi lương đã đính hôn với đường hoài châu nếu không phải vì thời kỳ quốc hiếu thì trong tháng này vi ánh trúc vốn phải gả vào đường phủ rồi thấy hạ thiệu đình hành lễ vãn bối trước mặt đường tùng niên lời nói tôn kính có thừa còn đường tùng niên thì đối xử thoải mái với hắn như con cháu trong nhà mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt đồng tình về phía đỗ thành trung sắc mặt của đỗ thành trung hết đỏ lại trắng ông ta đang cảm thấy vô cùng tức giận cốt nhục ruột thịt của ông coi ông như người qua đường thế mà hắn lại răm rắp nghe lời tỉ mỉ săn sóc một người ngoài nhưng ông ta không có dũng khí tiến lên chất vấn bởi vì người ngoài kia rất được bệ hạ tín nhiệm hơn nữa còn là người quyền cao chức trọng ông ta không phải là người mà ông có thể đắc tội được phủ trần viễn tướng quân hiện giờ đã sớm rơi vào tình trạng bấp bênh ông không có lá gan trêu chọc đối thủ mạnh như đường tùng niên này mọi người hóng hớt một lúc rồi lần lượt xuất cung người nào người nấy ngồi lên xe ngựa của mình rồi về phủ trước nay cảm giác của đường tùng niên luôn sắc bén thế nên khi đỗ thành trung nhìn về phía mình ông đã nhận ra sự phẫn nộ và không cam lòng trong ánh mắt của đối phương đương nhiên ông cũng hiểu rõ chuyện này là thế nào nhưng thấy đỗ thành trung ngoài dùng ánh mắt tùng xẻo nhìn mình ra thì cũng không có bất kỳ hành động nào khác ông lặng lẽ lắc đầu rồi lại cảm thấy bất bình thay chàng thiếu niên bên cạnh mình có một sinh phụ như vậy thằng bé này cũng khổ quá mà hạ thiệu đình luôn giữ vững khoảng cách đi theo đường tùng niên và vi lương sau khi ra khỏi cung hắn, tự mình đỡ đường Tùng Niên lên kiệu, xong lại coi như không thấy Đỗ Thành Trung, người vẫn luôn đi theo mình. Đỗ Thành Trung không khỏi bước nhanh về phía trước, hỏi với vẻ quan tâm. "Tháng sau con phải xuất chinh rồi, nay đã chuẩn bị thoải đáng cả chưa?" Đa tạ Đỗ tướng quân quan tâm, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Hạ Thiệu Đình trả lời lễ độ mà xa cách. Đỗ Thành Trung không để ý đến thái độ của hắn. Ông tiếp tục nói câu được câu trăng với hắn. Hạ thiệu đình có vẻ đã mất kiên nhẫn nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mà ứng phó. Đi tới giao lộ phía trước phải mỗi người một ngả. Hạ thiệu định đang chuẩn bị cáo từ thì đỗ thành trung như nhớ ra chuyện gì đó. Thản nhiên nói. Năm nay con đã đến tuổi nhược quán rồi. Nữ nhi của uy viễn tướng quân vừa mới 17 tuổi. Cùng con. Chuyện của ta không nhọc đỗ tướng quân phải lo lắng, cáo từ. Hạ thiệu đình mắt lời hắn, Chắp tay thì đi thẳng. Đỗ Thành Trung bị hắn chặn hỏng, mặt mày lập tức sầm xuống. Ông ta quay về phủ trấn Viễn tướng quân với một bụng nén đầy lửa giận, mới tiến vào cửa phủ thì Vân thị đã nhào tới lôi kéo ông khóc lóc cầu xin. "Phu quân, cầu xin chàng hãy bỏ qua cho Di Lượng đi. Thằng bé đã nhận được một bài học thích đáng rồi, chàng hãy niệm tình cảm nhiều năm mà tha cho thằng bé một mạng đi." Nhận được một bài học thích đáng ư? hắn dám cả gan tính kế ta thì một chút giáo huấn này có đáng là gì? Cút ngay. Đỗ Thành Trung bị Hạ Thiệu Đình làm cho bực bội, đang lúc cáo kỉnh mà lại nghe bà ta nhắc đến Phùng Duy Lược, kẻ đã hại mình trở thành trò cười cho cả kinh thành. Lửa giận thoát cái bốc lên, ông ta đẩy mạnh vân thị rồi đi thẳng tới nơi giam lòng Phùng Duy Lượng trong tiếng gào khóc của bà ta. Ông ta cầm chiếc roi mềm và quất thật mạnh lên những vết thương trồng chất trên người Phùng Duy Lượng phùng duy lượng bị ông ta quất đến nỗi liên tục kêu gào thảm thiết hận không thể hôn mê ngay lúc này nhưng không biết có phải do hắn bị tra tấn lâu rồi nên đã luyện ra được khả năng thật lâu không mất đỗ thành trung nghiến răng nghiến lợi quất từng roi từng roi để chốt hết cơn giận trong lòng ông ta đánh phùng duy lượng cho đến khi hắn ta không thể tiếp tục chống đỡ nổi nữa mà hôn mê bấy giờ mới kết thúc trận chốt giận ngày hôm nay nghe nói sau khi hoàng hậu mất thiên hy đế bị bệnh nặng một trận khó khăn lắm mới khôi phục sức khỏe thì cả người lại gầy đi một vòng. Thỉnh thoảng ông sẽ thất thần vào mỗi buổi sang lâm chiều, nhìn bộ dạng ngần ngơ của ông mà chúng quần thần không nén nổi lo âu. Cũng may, từ khi triều đình tuyên bố dụng binh với đông địch, thiên hy đế như thể đã tìm lại được mục tiêu của mình, con người cũng có sức sống hơn rất nhiều. Nhưng dù là vậy, những yêu cầu sắc phong thái tử ngày càng mãnh liệt hơn, như hiện giờ chẳng hạn, Nhân lúc thiên hy đế vẫn ở trên triều, một số triều thần hùa nhau khen ngợi tín vương có năng lực làm việc. Ngày giây phút quan trọng trong cuộc kêu gọi sắp lập thái tử của chúng quần thần, hoàng đế khen tín vương một câu, lập tức đã có không ít triều thần, nhanh trí đánh hơi được ý tứ, chỉ trong một thoáng, đám người đi theo tín vương đã tập trung đông nghịt trước cổng phủ tín vương. Đường quân giao 15 tuổi, Nguyễn Thị Quản nàng càng nghiêm khắc hơn, không cho nàng tùy tiện ra cửa, ngay cả có đường Hoài Châu đi cùng cũng không được, trừ phi nàng vào cung để với ngũ công chúa. Nhưng bởi vì trước đó nàng đã mượn cớ này để chạy ra ngoài, lần này Nguyễn Thị Đích thân phái thị vệ đáng tin đi theo nàng, phải bảo đảm rằng nàng đã vào cung mới yên tâm. Một ngày này, đường quân giao rời khỏi cung của ngũ công chúa, trên đường về phủ xe ngựa đi qua phủ đệ của đường Bách Niên, nơi đã từng là phủ đường Thượng Thư mà trước đây gia đình nàng sinh sống nhìn xuyên qua rèm cửa sổ bị gió thổi bay nàng vô tình trông thấy một tiểu cô nương chừng 10 tuổi, đầu tóc rối xù, y phục rúm gió, cô bé đang ôm mặt ngồi trên bậc đá trước cổng lớn của đường phù. Một nam từ trẻ tuổi ăn mặc như hạ nhân đang nghiêm mặt nói gì đó với tiểu cô nương kia, nhưng tiểu cô nương không hề để ý tới hắn ta, cô bé vẫn ngồi im, ôm mặt với vẻ buồn rầu. Nam từ trẻ tuổi kia thay thế thì mắng cô bé vài câu, Nói đoạn hắn ta bất ngờ kéo tiểu cô nương kia đứng dậy, tiểu cô nương thét lên chói tai, điên cuồng đá đấm. Đường quân giao nhíu mày, vươn tay ra hiệu cho trường phong đi đến, để hắn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng mấy chốc trường phong đã quay về phục mệnh. Đó là một tiểu cô nương không biết từ đâu đến, mỗi ngày cô bé đều đến đây ngồi ngay trước cổng, nói là phải đợi giao giao, nếu hỏi giao giao là ai thì cô bé hoàn toàn không trả lời được mươi 96, nàng ấy quay lại tim nàng rồi. Giao giao, đường quân giao hốt hoảng. Đã từng có một người gọi mình như vậy, nhưng người đó đã không còn trên đời từ lâu, cũng không biết mai sau còn có cơ hội gặp lại nàng ấy không. Có lẽ vẫn còn cơ hội nhỉ, tái thần tiên nói bọn nàng duyên sâu, rồi sẽ có một ngày gặp lại nhau thôi. Nói năng cho cẩn thận, chớ để người ta làm cô bé bị thương. Nàng phân phó vài câu. Trường Phong vâng lời, quay người đi tới đường phủ, đúng lúc nhìn thấy tôi tớ trẻ tuổi kia giơ tay toan tát tiểu cô nương. Trông thấy tiểu cô nương sắp bị đánh trúng, hắn phi thân lên, chợt nắm lấy cổ tay của nam tử kia đồng thời chặn đứng hành động của hắn ta. Ở đâu tới? Hóa ra là trường phong đại ca đấy à? Thoạt đầu người nọ còn giận dữ, nhưng sau khi hắn nhìn rõ diện mạo của người trước mặt thì không khỏi nén lại vẻ hầm hầm, cất tiếng gọi với vẻ mặt tươi cười. Trường Phong Đại có gì phân phó sao? Nói năng cho cẩn thận, ước hiếp một tiểu cô nương thì còn gọi gì là nam nhân? Trường Phong cao mày không vui nói. Trường Phong Đại ca không biết chứ, còn nha đầu chết tiệt này ngày ngày đều tới đây, cứ ngồi ỉ ở trước cửa đuổi thế nào cũng không đi, để người ta nhìn thấy thì kỳ cục lắm. Nếu lão gia và phu nhân trách tội, người nọ khổ sở nói. Đương nhiên Trường Phong cũng biết một tiểu cô nương ngày ngày ngồi trước công nhà người ta quả thật rất kỳ cục. Nhưng hiểm khi chủ tử muốn lo chuyện bao đầu, nên hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn chừng mắt nhìn người nọ một cái, sau đó lại nhìn về phía tiểu cô nương, thấy cô bé gầy gò, đầu bù tóc rối, thậm chí trên tóc còn cắm vả cọng cột khô, quần áo trên người thì rúng gió, góc áo còn dính đầy bùn đất, chỉ có mỗi khuôn mặt là sạch sẽ, đôi mắt đen lúng liếng vừa trong veo vừa đơn thuần của cô bé đang phản chiếu bóng hình của mình hắn không khỏi cảm thán một câu, tiểu nha đầu này có đôi mắt khá đẹp đấy. Chẳng qua là hắn híp mắt lại, đánh giá quần áo trên người nàng. Tuy quần áo vừa nhăn vừa bẩn nhưng chất liệu của vải không phải thứ mà gia đình dân chúng nghèo khổ có thể mua nổi. Tư chất cô bé cũng không tệ, hắn nhất thời không thể phán đoán được lai lịch của cô bé. Tiểu cô nương chừng bọn họ với đôi mắt to tròn, khuôn mặt hầm hề đầy cảnh giác. Người tên là gì? Nhà ở đâu? trong nhà có mấy người tiểu cô nương mới tí tuổi đầu mà đã một mình ở bên ngoài nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây trường phong lấy lại tinh thần dịu giọng hỏi tiểu cô nương rầu mồm nói ta không chạy lung tung ta muốn đợi giao giao cũng không hề cản trở các ngươi đâu đợi giao giao đến ta sẽ đi ngay cô bé vẫn không chịu tiết lộ một ít danh tính hay nơi ở của mình giao giao mà ngươi nói là người thân của ngươi hay là bạn của ngươi ngươi và nàng bị thất lạc sao Giao giao là. Khuôn mặt của tiểu cô nương trở nên mơ hồ, nửa ngày trời vẫn không nói rõ được giao giao là gì của mình. Nô bộc trẻ tuổi kia bực mình nói. Trường phong đại ca à, con nhà danh chết tiệt này đầu óc không được bình thường, huynh không cần phải phí lời với nó làm chi, cứ đuổi thẳng cô đi là được. Chú ổng phong lại trừng mắt nhìn hắn ta, chỉ trong nháy mặt hắn đã im bặt không dám nhiều lời nữa. Hắn kiễn nhẫn, hỏi với giọng điệu vô cùng dịu dàng mềm mỏng. Giao giao bảo ngươi chờ nàng ở đây sao? Lần cuối cùng ngươi gặp nàng là lúc nào? Nàng có dáng vẻ thế nào? Là nam hay nữ? Cao hay thấp? Béo hay gầy? Có cái gì đặc thù không? Lúc này tiểu cô nương càng thêm mơ hồ, lẩm bẩm. Giao giao là tiểu tiên nữa vừa đẹp người vừa đẹp. Giao giao là người tốt nhất tốt nhất. Nàng sẽ bền châu chấu bươm bướm. Sẽ bảo vệ ta không để kẻ xấu ức hiếp ta. Giao. Giao nàng càng nói càng mơ hồ, trong đầu càng ngày càng hỗn loạn. Giao giao là ai, nàng ấy có bộ dáng thế nào, nàng chẳng có một chút ấn tượng nào cả, cũng không biết từ khi nào mà trong đầu nàng nàng hiện lên rất nhiều ký ức mơ hồ, nàng nhớ có một người, một người rất quan trọng. Giao giao sống ở đây, nàng ấy. Ăn nói vớ va vớ vẩn, ta chưa từng nghe nói trong phủ có người nào tên là giao giao. Nô bộ trẻ tuổi cắt ngang lời nàng nàng ấy sống ở đây, chính đây. Tiểu cô nương lấy lại tinh thần, tay chống nạch, trừng mắt với hắn đầy tức giận, lớn tiếng phản bác. Cái cứt, ta làm việc trong phủ 5 năm, năm có lẻ rồi, nhưng chưa từng nghe nói trong phủ có người nào tên là Giao Giao, con danh chết tiệt này chỉ giỏi nói bậy. Đi mau đi mau, nếu không đi thì ta không khách khí nữa đâu đấy. Tên nô bộc trẻ tuổi đã hết sạch kiên nhẫn, hắn hung hăng nói. Người lừa ta, ở đây có, ở đây có tiểu cô nương càng hét to hơn, hét mãi hét mãi rồi chợt hoảng hốt thốt lên. Ôi, đã muộn thế rồi hả? Không ổn không ổn, phải trở về thôi. Nói xong, cô bé lập tức quay người, lao nhanh trên đường như một khói, luồn đông quẹo tây thoát cái đã biến mất. Mắt trường phong láo liên, đuổi theo bóng người kia không chút nghĩ ngợi, hắn định nhìn xem rốt cuộc tiểu cô nương này là ai. Hắn lần theo bóng người nhỏ bé kia chạy đông chạy tây, đi vào một ngõ nhỏ, băng qua vài con phố, hắn vô cùng sửng sốt khi thấy tiểu cô nương đi vào một con phố tập trung nhiều gia đình vinh hiển nhất trong kinh thành, sau đó lại luồn vào một con hẻm nhỏ. Hắn dõi theo cơ thể nhỏ bé kia, thấy tiểu cô nương lưu loát chui vào lỗ chó cảnh cửa bên của một phủ đệ nào đó, loáng tay đã không thấy tăm hơi. Hắn quan sát kỹ một hồi, rồi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra dinh thự khí thế này chính là phủ Tín Vương chẳng lẽ tiểu cô nương này là người của phủ tín vương nhưng không biết cô bé có thân phận gì trong vương phủ hắn cũng không nghĩ thềm nữa sau một hồi nhìn chằm chằm vào lỗ chó hắn quay người về phủ lĩnh mệnh đường quân giao nghe xong thì vô cùng sửng sốt người của phủ tín vương ư trường phong gật đầu kể lại cho nàng những lời nói kỳ cục khó hiểu của tiểu cô nương trước cổng đường phủ cho nàng đường quân giao nghe xong sắc mặt thay đổi ngay cả giọng nói cũng run lên. Nàng nói giao giao là tiểu tiên nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết, còn bệnh châu chấu cỏ cho nàng sao? Trường Phong không hiểu nàng hỏi vậy là có ý gì, hắn chỉ thành thật đáp lời. Quả thực tiểu cô nương nọ đã nói như vậy. Đường quân giao bỗng cảm thấy đầu mình trông rỗng, trong đầu chỉ có một giọng nói không ngừng vang lên, là A Vũ, nàng chính là A Vũ, A. À. Vũ quay lại rồi, nàng ấy quay lại tim mình rồi. Ngày mai ngươi lại đi xem lần nữa, nếu nàng lại đến cổng phủ đại bá thì ngươi hãy mời nàng tới đây, không không không, nàng đâu quen ngươi, chắc chắc đã chịu đi cùng ngươi, thôi để ta tự đi vậy. Nàng bắt đầu nói năng lộn xộn. Trường Phong lấy làm khó hiểu trước phản ứng của nàng, hắn thấy vẻ vẻ mặt nàng có gì đó không ổn, thậm chí trong mắt còn có ánh sáng, hắn không biết làm gì hơn ngoài việc đồng ý rồi lui xuống. Sau khi hắn rời đi, đường quân giao cắn cánh, cánh môi thật mạnh, cố gắng làm trái tim đang đập nhanh của mình dần dần hồi phục lại a à vũ đã trở về tái thần tiên không lừa mình nàng ấy thật sự quay về tim mình rồi chẳng qua nàng không biết bây giờ nàng đấy đang có thân phận gì thế nhưng chẳng sao cả mặc kệ nàng ấy có thân phận gì có dáng vẻ như thế nào chỉ cần nàng ấy còn có thể quay về là tốt rồi nàng thở dài một tiếng khuôn mặt từ từ nở ra một nụ cười vui sướng thoải mái nàng cứ tưởng ba hôm nữa là nàng có thể gặp được tiểu cô nương kia nhưng nào ngơ ba ngày sau trình phong sai người quay về bẩm báo và nói rằng tiểu cô nương kia đã không hề đến đường phủ đợi giao giao của nàng nữa rồi nàng nhíu mày nếu là a vũ nàng ấy chắc chắn sẽ tới tìm mình chẳng lẽ nàng đã sai rồi sao không không đâu không thể như thế được nàng nhanh chóng đánh bay suy nghĩ này Ngày đó khi nàng dụ dỗ đình ca nói câu này chỉ có ca ca của nàng, ngũ công chúa và A Vũ biết, và cũng chỉ đời này nàng mới biện châu chấu, bươm bướm cỏ cho A Vũ, thế nên người đó chắn chắn là A Vũ. Nếu là A Vũ, nàng ấy nên biết mình đã không còn ở đường phủ rồi mới đúng, tại sao vẫn tìm đến chỗ đó? Hai hàng lông mày của nàng càng nhíu càng chặt. Nguyên nhân hợp lý duy nhất chính là ký ức của nàng ấy chẳng những không đầy đủ mà còn rất mơ hồ chỉ có giao giao và nơi giao giao ở ăn sâu vào tiềm thức của nàng ấy. Dẫu sao, trong 15 năm của cuộc đời môn vũ, quả thực nàng ấy đã sống trong hơn nửa quãng đời trong phủ đệ ấy. Thế nên, cho dù thất vọng vì không thể đợi được tiểu cô nương kia xuất hiện, nhưng đường quân giao cũng không quá mức nản lòng, suy cho cùng nàng đã biết được cô nương kia hiện tại đang ở phủ tín vương. Tín vương không thể có nữ nhi lớn như vậy được, vì thế tiểu cô nương kia không phải khách trong vương phủ thì cũng là nữ nhi của tín vương. Sau khi biết tung tích của môn vũ, nàng mới thật sự kéo được xuống tảng đá lớn vẫn luôn đè lên trái tim mình. Thế nhưng, ngày hạ thiệu đình xuất trinh càng ngày càng gần nên nàng chỉ đành cho người tiếp tục lưu ý động tĩnh của tiểu cô nương kia, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn bị hành lý cho hạ thiệu đình trong bọc hành lý gồm có một đống thuốc trị thương mà nàng nhờ đường hoài miễn liên tục lục tung khắp nơi để tìm kiếm, là vài bộ quần áo cùng một đôi bao cổ tay mà nàng tự tay làm cho hắn. Cứ như thế cho đến ngày đại quân triều đình khởi hành. Bấy giờ, thiên hy đế ngồi trên bảo tọa cao, khuôn mặt hốc hác hồng hào hiếm thấy. Ông tự mình tới nâng ái tướng đang quỳ trên mặt đất dậy, đôi mắt đong đầy kỳ vọng. Thiệu đình, chấm ở kinh thành chờ khanh chiến thắng trở về thần nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Hạ thiệu đình khom người chắp tay, trinh trọng trả lời. Thiên hy đế vuốt râu mỉm cười, nhìn vẻ cương nghị trên khuôn mặt của chàng trai trước mặt khiến lòng ông không khỏi sinh ra cảm giác tự hào. Đây là người do đích thân ông dẫn dắt, cũng là vị tướng tài giỏi nhất trẻ tuổi nhất đại tề. Hắn sẽ giúp ông mở rộng bờ cõi của đại tề, truyền bá uy danh của đại tề ra khắp bốn phương tám hướng làm cho vạn quốc gia phải ngoái lại nhìn kiếp lập cơ nghiệp muôn đời của đại tề từ trong cung về phủ hạ thiệu đình nhận được bọc đồ mà đường quân giao sai người mang tới hắn nhìn những món đồ được nàng dày công chuẩn bị cho mình trái tim như thể có một dòng nước ấm chảy qua bảo nha hắn khẽ lẩm bẩm khuôn mặt hiện ra nụ cười dịu dàng ngày địa quân xuất phát hắn mặc quân trang bên trong mặc trung y mà người nọ tự tay làm cho hắn cổ tay cũng đeo bao cổ tay mà nàng làm cho mình. Khi đang trịnh trọng quỳ trước điện chính dương để từ biệt thiên hy đế, ánh mắt của hắn từ từ nhìn về phía đường tùng niên, sau đó gật đầu với ông tỏ ý chào hỏi. Đường tùng niên nhàn nhạt, nhạt, ừ, một tiếng, sau đó thản nhiên nói. Nữ nhi của ta không thể làm quá phu trước khi cưới. Hắn giật mình, lập tức nhoẻn miệng cười. Vâng à, đại nhân yên tâm đường quân giao vất vả lắm mới xin được sự đồng ý của Nguyễn Thị. Xin bà cho phép nàng tới gian phòng đã được đặt trước trong quán trà cùng với hai huynh đệ đường Hoài Châu và đường Hoài Miễn, để nàng có thể tiễn biệt đại quân dẹp đông ở phía xa. Người mặc khối giáp màu bạc kỳ thúc ngựa đi tới bên nàng, nàng xoắn chặt khăn tay trong vô thức, mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên nghị kia. Người nó càng ngày càng gần, nàng mấp máy miệng toan gọi tên của hắn nhưng cổ học lại tắc nghẽn không thể thốt nổi một từ nàng nhìn người nọ cưỡi ngựa đi qua quán trà sau đó đi càng lúc càng xa nàng cắn chặt cánh môi thế nhưng vẫn không thể nói ra một từ bỗng nhiên người nọ vốn đã cưỡi ngựa đi xa đột nhiên quay đầu lại ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của nàng nàng đánh rơi một nhịp thở ngay lúc đó nàng lại thấy người nọ mỉm cười với nàng đôi môi mấp máy dường như hắn bảo nàng đợi hắn trở về. Mắt nàng lập tức ươn ướt. Yên tâm, huynh ấy chắn chắn sẽ bình an quay về. Đường Hoài Châu đứng cạnh nàng, nhìn về hướng người bạn đã đi mất, hắn vỗ nhẹ lên vai muội muội và nói với giọng khàn khàn. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu hạ tướng quân xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ thắng trận và quay về bình an. Đường Hoài Miễn cũng nói. Đường Quân giao cười với bọn họ. Chúng ta về thôi. Làm Thuần vội vàng choàng áo khoác lụa lên người nàng, khi đi qua xương phòng cách vách, nàng chợt nghe tiếng kêu trong trẻo, lanh lành của tiểu cô nương ở bên trọng vọng ra. Đình ca, đình ca. Đường quân giao lập tức ngây người, về tay nghe kỹ lại, lại nghe thấy bên trong vang lên giọng nói bất lực của một phu nhân. Tiểu ngũ, đình ca là ai vậy? Ờ, đúng nha, đình ca là ai vậy ta? Sao con muốn gọi đình ca nhỉ? Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn